Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong hộp thư truyền hình số này có các nội dung chính sau. Trong mục vấn đề hôm nay là phóng sự thực trạng sử dụng nước tại vùng sụt lún. Tiếp theo là một câu chuyện pháp luật với nội dung kiểm soát an toàn giao thông đường thủy. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 1570 về việc phê duyệt danh mục vùng cấm, vùng hạn chế nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nội dung quyết định sẽ tiến hành cấm và hạn chế khai thác sử dụng nước dưới đất của các tổ chức cá nhân, hộ gia đình. Bên cạnh việc các ngành chức năng đang trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy định, việc sử dụng nước trong sinh hoạt của người dân cũng là vấn đề được quan tâm. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ghi nhận tại huyện Đồng Hỷ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 7 khu vực đã từng xảy ra sụt lún đất với tổng diện tích 10,9 ha. Tại thị trấn Trại Cao được xác định có diện tích 2,15 ha. Những năm trước, hoạt động khai thác của mỏ sắt Trại Cao thuộc công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại mỏ tầng sâu núi Quảng đã gây sụt lún, nứt nhà, mất nước, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xã Cây Thị và thị trấn Trại Cao. Từ năm 2020, khi mỏ tạm dừng hoạt động khai thác, hiện tượng mất nước dần được khắc phục. Tại thị trấn Trại Cao, hiện có một nhà máy cung cấp nước thuộc công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên. Công trình đã đáp ứng cho phần lớn nhu cầu sử dụng của người dân thị trấn. Còn lại người dân hiện sử dụng nguồn nước giếng được khoan từ trước đó. Hiện nay toàn bộ thị trấn Trại Cao đều thuộc diện hạn chế khai thác nước ngầm. Nội dung này đã được chính quyền địa phương triển khai đến toàn bộ các tổ dân phố. Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cũng đã triển khai các cái văn bản xuống đến tổ dân phố. Thì tổ dân phố đã triển khai đến toàn thể nhân dân là thực hiện nghiêm về cái vấn đề quản lý về cái tài nguyên nước ngầm. Thì khi nào mà các hộ dân mà cần phải khoan giếng để khai thác cái nước ngầm đấy là phải được sự đồng ý của địa phương. Phải có văn bản, phải có đơn xin được khai thác. Thì qua địa phương cấp phép nhất trí thì mới được khai thác khoan giếng và khai thác cái nguồn nước ngầm đó. Tại xã Cây Thị, 2 xóm thuộc khu vực sụt lún và liền kề sụt lún trong diện cấm cũng như hạn chế khai thác nước ngầm là xóm Kim Cương và xóm Trại Cao. Trước đây, nước sinh hoạt cũng là vấn đề nan giải khi 2 xóm đều bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác khoáng sản gây sụt lún. Thời điểm mỏ tạm dừng hoạt động, đồng thời lại nhận được nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm, nên tại xóm Trại Cao đã xây dựng bể lắng. Đây là công trình sử dụng nguồn nước tự chảy. Qua quá trình lắng lọc tại bể sẽ được bơm lên vị trí cao để tạo áp lực dẫn đến các hộ dân trong xóm. Cả xóm có 180 hộ dân thì khoảng 140 hộ đã được hưởng lợi từ công trình này. Triển khai là gửi công văn về cho các xóm, tuyên truyền được cuộc họp cho nhân dân. Mình không khai thác nước tự do, tức là mình cũng không khoan giếng để khai nước lãng phí nữa. Sử dụng đúng mục đích thôi. Nói chung là từ năm 2020 đổ ở đây là dùng nước sạch, cũng chả nhà nào sử dụng khoan giếng. Tôi là đứng ra quản lý trực tiếp, thế là như còn lại thuê một anh là ở nhà ngay đấy luôn để anh ấy trông coi, với anh đi ghi công tơ để thu tiền nước, trả tiền điện. So với nước sạch ở những cái công trình kia họ 10.000 với là 15.000 cơ, nhưng tôi chỉ thu 3.000 để đủ cái tiền để cho cái anh trực tiếp để mà quản lý, với dư ra để sửa chữa. Gia đình bà Lý Thị Mai đã xảy ra tình trạng sụt lún và mất nước trước đây, nhưng hiện đã được khắc phục. Nguồn nước giếng bị cạn, giờ cũng đã có thể tái sử dụng. Hiện gia đình đang sử dụng song song hai nguồn nước, nên vấn đề nước sinh hoạt không gặp khó khăn. Khoảng 17-18, nhà còn bị sụt lún đây này, sụt một cái hố to, xong còn đề nghị cả xóm, trưởng xóm này bên trong xã ra xem. Đấy, tạm dừng mỏ khai thác thì là nó chỉ nước thôi, là không thấy sụt nữa. Có thời gian nào nó cũng không đủ nước như mùa đông ấy thì lại dùng nước sạch. Trước tình trạng khai thác mỏ gây ảnh hưởng đến người dân nên tạm dừng hoạt động, đời sống người dân cũng dần ổn định trở lại. Tuy nhiên, ngoài thị trấn Trại Cao, phần lớn người dân đã được cung cấp nước sạch thì phần còn lại vẫn sử dụng nguồn nước giếng. Với xã Cây Thị, việc sử dụng nguồn nước tự chảy cũng đặt ra những vấn đề về chất lượng nguồn nước cũng như tính ổn định về lâu dài của công trình. Trong trường hợp xảy ra hư hỏng, xuống cấp cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Xã thì cũng đề nghị phòng nông nghiệp cũng như là đề nghị các cái cơ quan chức năng về khảo sát kiểm tra Quá trình khảo sát kiểm tra thì các cơ quan cũng ghi nhận lại là bây giờ là công ty gang thép và mỏ sắt thì đang tạm dừng hoạt động. Do vậy là tất cả các cái giếng của các cái hộ dân lại có nước sạch trở lại để cơ bản là đảm bảo dùng. Qua đánh giá cái nhu cầu cần thiết cho các hộ dân cũng như là cái mức đầu tư lại thì về trước mắt thì là nhà nước là thấy cũng chưa cần thiết là phải làm ngay. Thế nhưng về nguyện vọng bà con nhân dân với địa phương thì cũng mong trên là khi nào mà có cái cơ chế, mong là tiếp tục quan tâm là khôi phục lại cái hệ thống nước sạch cho xóm Kim Cương. Nay mai có thể nhà nước thì lại có cái kế hoạch là gia hạn cho công ty trở lại hoạt động thì cũng có thể là lúc đó thì có thể là người dân và địa phương chủ động được cái nước sạch rồi. Theo nội dung quyết định 1570 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đối với 7 khu vực cấm khai thác có tổng diện tích 10,9 ha sẽ cấm toàn bộ hoạt động thăm dò, xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, bao gồm cả trường hợp các hộ gia đình. Đối với các công trình khai thác nước dưới đất đang khai thác thì có biện pháp chi tiết, cụ thể. Đối với 7 khu vực hạn chế khai thác có tổng diện tích 1.302 ha cũng quy định các biện pháp nhất định. Song song với việc thực hiện các nội dung về cấm và hạn chế khai thác nước ngầm, các cơ quan chức năng cũng cần sớm có biện pháp bổ sung nguồn nước sạch cho người dân tại các khu vực bị cấm, hạn chế khai thác nước ngầm để ổn định đời sống. Thưa quý vị và các bạn, nói đến văn hóa giao thông, chúng ta hay nghĩ đến những hành vi ứng xử khi tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, một loại hình giao thông ít được nhắc đến mà trong đó cũng rất cần những người trong cuộc chấp hành quy định và có những hành vi ứng xử phù hợp. Đó là loại hình giao thông sông nước, di chuyển trên những chuyến đò ngang. Tại tổ dân phố Đông Lâm, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, có một bến đò ngang rất đông đúc người và phương tiện qua lại. Anh Hoàng Văn Trung là một trong số 10 người đã chung nhau khai thác, vận hành phương tiện thủy tại đây đã hơn 10 năm qua. Hoạt động sông nước ít có nguy cơ va chạm như đường bộ, nhưng lại có những nguy hiểm mang tính đặc thù. Thứ nhất là về cái bằng chứng chỉ, đấy là theo về pháp luật của luật đường sông, đường thủy nội địa. Cái thứ hai nữa là cái trách nhiệm của chủ đò là phải tuyên truyền cho người đi đò là lên đò và xuống đò là an toàn. Có những chủ phương tiện lo lắng, quan tâm đến tính mạng của hành khách như anh Trung, thì đâu đó vẫn còn có những chủ đò tại một số bến đò ngang trên trục sông Cầu lại ít chú trọng đến các điều kiện cần và đủ với phương tiện cũng như vị trí bến vận hành. Tất cả em đầy đủ giấy tờ cấp phép các thứ của thị xã đầy đủ hết ở trên nhà kia ạ. Em đang để trên có hết ạ. Đó là lời khẳng định của chủ đò Lê Hải Quyến trước khi có đoàn kiểm tra yêu cầu cung cấp giấy tờ. Và sau khi kiểm tra, thái độ ứng xử của chủ đò đã hoàn toàn thay đổi. Em cam kết trong vòng cho dừng 5 ngày đò, không hoạt động để em làm lại. Đây khi đủ về cái thì em sẽ cho hoạt động tiếp. Sự thay đổi trong thái độ ứng xử sau khi đoàn kiểm tra lập biên bản cho thấy sự chủ quan với lĩnh vực mình kinh doanh. Được biết, trên tuyến sông Cầu có 4 bến đò ngang, trong đó có 3 bến đã hết phép hoạt động. Nhưng những chủ sở hữu vẫn lén lút hoạt động, chở người qua sông. Chúng tôi không đủ người để thực hiện việc tuần tra kiểm soát và phát hiện vi phạm 24/24. Tuyệt đối với cái tuyến sông Cầu này thì là cái mức nước nó rất là thấp. Nên cái điều kiện mà để cho lực lượng tham gia tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, sử dụng phương tiện thủy để tuần tra kiểm soát này, rất là khó khăn. Đấy, nước như thế này thì có thể là mực nước như thế này thì có thể là sử dụng xuồng đi được, nhưng nếu mà thấp hơn một tí nữa là chúng tôi không sử dụng xuồng được. Đảm bảo an toàn giao thông không chỉ có đường bộ và đường sắt mà đường thủy cũng hết sức quan trọng. Để hoạt động đường thủy được diễn ra an toàn, ngoài việc dựa vào lực lượng chính quy, cũng rất cần chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về đường thủy đến các bến thủy nội địa và người dân. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở để nâng cao nhận thức của những chủ phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, nhất là vào mùa mưa lũ như hiện nay. Chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.